xe nguyên lớp của mình thì mình là duy chủ nhân kinh doanh của Mercedes-Benz Thúy Hưng. Mình đặc biệt là chiếc xe Mercedes-Benz E300 AMG màu trắng rất đẹp. Thì đối với chiếc xe E300 AMG này thì đã quay review cũng như là cho mọi người xem rất là nhiều lần và kể cả những cái clip đi giao xe rồi. Thì gần đây mình đi mình có một chiếc xe đang bán tại một chỗ đó, thì trong ngày hôm nay chúng mình sẽ lái thử chiếc xe E300 AMG này cũng như là cho các bạn xem ha, cảm giác lái cũng như là cảm giác các bạn khách quan cho chiếc xe E300 AMG này trên những cung đường khác nhau. Đó thì thực ra đối với cái chiếc xe E300 AMG này là một cái chiếc xe mà đi cực kỳ yêu thích luôn, bởi vì là với cái phần cách lái của Duy yêu thích các bạn đó là chiếc xe cần phải là êm ái nè, tăng tốc tốt nè, cũng như là mượt mà nè, và cách âm và khi nó rộng rãi cho một cái gia đình thì có thể nói đây là cái chiếc xe mà đáp ứng được đầy đủ những cái mong muốn của Duy về cái chiếc xe. Ngay bây giờ Duy sẽ mời các bạn đi lái với cái xe Mercedes cho đến em và chồng em trên đây cho các bạn nhé. Ok, hiện tại bây giờ thì Duy đang ngồi bên trong khoang lái của chiếc xe Mercedes-Benz E300 AMG các bạn. Thì cũng giống như những cái chiếc xe E300 AMG phiên bản 2020-2019 thì khi mà ngồi vào cảm giác này các bạn thì cái chiếc xe của chúng ta nó có cái ghế nó ôm vào người ha, nó rất là thoải mái luôn. Cũng như là cái ghế da của chiếc xe E300 AMG này các bạn là cái ghế da nắp ba, cho nên khi mà mình ngồi vào các bạn thì nó có một cái độ mềm cũng như là một cái cảm giác là nó rất là êm ái và mát mẻ ha. Đó là cái mà khi mà ngồi vào cái ghế da này mà Duy cảm nhận. Cũng như là đây là cái vô lăng thiết kế thế hệ mới các bạn, thì đối với cái vô lăng này á, nó cũng sẽ khác một chút xíu so với lại những cái vô lăng AMG trước đây. Là các bạn sẽ thấy đầu tiên là về những cái thiết kế ha, những cái nút bấm bây giờ nó được thiết kế cảm ứng, cũng như là tay lái của chúng ta này được thiết kế nhìn nó rất là đẹp và cực kỳ thể thao luôn. Và ngoài ra thì cái tay lái đáy bằng đi khách vẫn là một cái tay lái mà coi như là hầu như những cái anh chị khách hàng ha, yêu thích các phong cách lái thể thao cũng như là yêu thích cái phong cách là năng động và trẻ trung thì rất là thích lái trên cái những cái chiếc xe mà có tay lái như thế này. Đó thì với cái tay lái mà đáy bằng này và vô lăng thiết kế thì mới như thế này các bạn thì nó cũng sẽ giống như những cái chiếc xe mà AMG kể từ bây giờ trở về sau của Mercedes-Benz ha. Đó thì cái tay lái này hiện tại bây giờ các bạn chỉ thấy hầu như là chỉ có trên cái chiếc xe Mercedes-Benz E300 AMG thôi, còn lại hầu như tất cả những cái vô lăng khác các bạn thì đều là những cái vô lăng AMG thế hệ trước thôi, nó chưa có cái vô lăng thế hệ mới như cái chiếc xe này. Đối với cái chiếc xe E300 AMG hoặc là những cái chiếc xe dòng xe E nói chung các bạn thì cái khu vực táp lô này ha, nó là một cái khu vực mà đối với cái cảm nhận của Duy các bạn thì Duy cực kỳ yêu thích luôn. Bởi vì là sao các bạn, cái thiết kế cái màn hình mà nó liền mạch như thế này cũng như là nó ẩn ở dưới cái tấm che này các bạn, cái táp lô này ha, thì khi mà chúng ta đi trời nắng á, các bạn sẽ thấy là ánh sáng nó không có rọi trực tiếp vào cái màn hình được, cho nên là cái độ mà sắc nét cũng như là cái màu sắc của trên cái màn hình cảm ứng này các bạn nó vẫn rất là rõ ràng, rất là đẹp luôn. Đó, còn nếu mà Duy nghĩ là nếu mà nó không có một cái tấm che này á thì có thể là cái màn hình của chúng ta bị ánh nắng nó hắt trực tiếp vào thì nó làm cho chúng ta rất là khó quan sát cái màn hình ha. Đây là một cái điểm mà Duy cũng rất là thích ở cái phần thiết kế này. Đó thì thực ra đối với cái phần mà thiết kế của những cái mẫu xe E-Class nói chung ha, hoặc là cái E300 AMG này nó riêng thì nó là một cái thiết kế mặc dù là nó là cổ điển đó các bạn, nhưng nó vẫn giữ được cái hiện đại cũng như là cái tiện nghi trong cái phần màn hình táp lô này. Đó thì đó là cái phần thiết kế ha các bạn ha. Đó thì khi mà lái cái chiếc xe E300 AMG này trên những cái cung đường thành phố các bạn thì thật ra là Duy nghĩ là nó rất là nhàn luôn, bởi vì là khi mà ngồi vào ở bên trong cái khoang lái này ha, hoặc là những anh chị khách hàng ngồi bên trong xe thì hầu như cái không gian ở bên ngoài nó tách biệt hẳn với lại bên trong luôn. Đó, tách biệt hẳn luôn các bạn nha, có nghĩa là cái tiếng ồn nó vào ở trong xe nó rất là ít luôn. Cũng như là hiện tại bây giờ là Duy chưa có bật nhạc cũng như là chưa có mở radio gì hết. Đó thì âm thanh nó vẫn rất là
cách âm tốt luôn đó. Ngoài ra thì nếu mà chúng ta mở nhạc ha vừa phải ha để nghe thì hầu như là ở bên ngoài thì chúng ta sẽ không còn nghe được bất kỳ một cái tiếng âm thanh nào vọng vào nữa, cũng như là cái âm thanh từ ở cái mặt đường vọng lên à. Đó thì khi mà chúng ta chạy trong thành phố thì các bạn biết rồi ha, thì thông thường chúng ta chỉ di chuyển ở tốc độ khoảng tầm là 40 hoặc là 50 km/h thôi. Đó cho nên là đối với cái chiếc xe E300MG này thì Duy nghĩ nó cũng không có vấn đề gì mà phải mà review nhiều hoặc là nói nhiều nữa hết. Nó rất là nhẹ nhàng, rất là đơn giản. Khi mà tới một cái đèn xanh đèn đỏ các bạn, thì khi mà chúng ta dừng cái xe thì cái hệ thống là tự động coi như là tắt máy để tiết kiệm nhiên liệu của chiếc xe, nó sẽ được kích hoạt lên. Đó, khi mà đi tới đèn xanh đèn đỏ nè, các bạn thấy nè, hiện tại đồng hồ tua máy nó đã về không nè, hệ thống tự động tắt máy đã hoạt động ha. Bây giờ đèn xanh thì gì sẽ đạp ga và hệ thống nó tự động để máy lên để chạy tiếp. Đó thì các anh chị nào mà không có thích cái tính năng này, hoặc là khi mà chúng ta đi kẹt xe thì các anh chị có thể là tắt bằng một cái nút bấm ngay chỗ cái vị trí này ha. Các bạn thấy có một chữ A nè, có cái đèn màu xanh ha, thì chúng ta có thể bấm tắt. Đó, thì cái hệ thống tắt mở tự động tắt tắt máy này nó sẽ không hoạt động nữa. Đó thì có rất là nhiều những anh chị khách hàng bên Duy các bạn thì không có thích cái tính năng này, bởi vì khi mà chúng ta dừng xe mà nó đề máy lại các bạn, thì nó sẽ có cái một cái độ rung lên. Đó thì khách hàng không có thích cái này thì có thể tắt đi, nhưng cái với tính năng này thì nó giúp cho chúng ta tiết kiệm được nhiên liệu khoảng là 7% các bạn khi mà chúng ta di chuyển trong thành phố ha. Thì đó là một cái mức coi như là tiết kiệm cũng rất là đáng để mà chúng ta quan tâm đó. Ok, bây giờ Di sẽ chạy thử ha cái chiếc xe ở những cái tốc độ cao hơn trên cái đoạn đường đại lộ Nguyễn Văn Linh này. Đó thì đại lộ Nguyễn Văn Linh thì đi ngang qua cái showroom của Di các bạn. Đó thì Di sẽ chạy nhanh hơn được nè. Đó thì chiếc xe E300MG này các bạn, nó cực kỳ thích đối với Di là khi mà Di tăng tốc á thì nó sẽ lập tức tăng tốc lên rất là nhanh đó, và nó vẫn đảm bảo cho cái người ngồi bên trong xe nó có một cái sự êm ái, cũng như là không có bị gọi là tăng tốc kiểu mà đột ngột các bạn, bởi vì là Di đang chọn cái tính năng là lái là comfort ha, là êm ái ha. Đó còn nếu mà trong trường hợp mà các anh chị và các bạn mà coi như là không có người đi cùng đi, chúng ta muốn tăng tốc một cách đột ngột, có nghĩa là đạp mình á kiểu cảm giác như là nó dính ghế các bạn ha, thì chúng ta có thể đổi qua cái chế độ lái ha, sport, chế độ lái thể thao hoặc là chế độ lái sport cộng nè. Đó khi mà chúng ta tăng tốc nó tức thời luôn các bạn, có nghĩa là khi chúng ta đạp ga mà tăng tốc đột ngột nó sẽ tức thời nó tăng tốc lên ngay luôn. Và như thế các bạn thì nó sẽ lại, nếu mà có người đi cùng chúng ta thì nó lại sẽ không thoải mái cho người ngồi bên cạnh ha. Đó nhưng mà Duy nghĩ là với cái tính năng mà lái comfort thôi thì nó đã đủ đáp ứng đối với Duy rồi. Duy cũng không cần thiết cho cái tính năng lái sport hoặc là sport cộng đâu. Đó ngoài ra khi mà lái sport cộng này các bạn, đó tăng tốc nhanh như thế này chúng ta sẽ nghe được cái tiếng bô nó sẽ vọng vào bên trong của chiếc xe nữa. Duy đạp ga lên có một đoạn rất là ngắn rồi các bạn, thì chiếc xe nó đã lên hơn 80 km/h rồi. Thì thật ra đó là một cái mà Duy nghĩ là hầu như không phải Duy nữa các bạn, mà tất cả những cái anh chị ha, khi mà ngồi lên một cái chiếc xe mà thể thao như thế này các bạn thì đều phải là nghĩ ngay đến cái vấn đề đó ha. Thực ra thì ngoài cái cảm giác lái mà cái chiếc xe E300 AMG mang lại các bạn, thì cái ngoại hình, cái thiết kế ở bên ngoài cũng như là bên trong của chiếc xe thì nó cực kỳ ấn tượng luôn. Đối với Di, một cái chiếc xe như thế này là nó quá quá là tuyệt vời rồi. Đó thì chiếc xe dòng xe E nói chung các bạn, hoặc là E300 AMG này nó riêng, thì cái kích thước của nó không phải là quá to, nó cũng không phải là quá nhỏ. Đó, to thì nó sẽ không to như là chiếc S-Class được rồi, hoặc là nhỏ thì nó sẽ không có nhỏ nhắn giống như là cái chiếc xe C-Class nữa. Đó, mà nó ở một cái kích thước nó rất rất là vừa phải luôn. Đó, vừa phải ở đây là vừa phải kể cả cho cái người lái cũng như là cái người ngồi các bạn. Khi mà chiếc xe của chúng ta nó quá là to đi thì các bạn lái nó cũng đâu đó nó cũng sẽ không có thoải mái khi mà chúng ta lái trong thành phố mà chật hẹp đâu. À, cũng như là khi mà chiếc xe nhỏ thì nó cũng lại không đảm bảo được cái sự tiện nghi cũng như là sự êm ái của một cái chiếc xe. Đó cho nên là Mercedes-Benz E-Class nói chung hoặc là E300 AMG này nói riêng, nó là một cái chiếc xe gọi là cực kỳ tiêu chuẩn luôn các bạn. Tiêu chuẩn ở đây là nó vừa phải, cái gì nó cũng vừa hết, kích
thước của nó cũng vừa, giá cả của nó cũng vừa, sự tiện nghi của nó cũng rất là vừa phải luôn. Đó, thiệt ra đối với những cái dòng xe của Mercedes-Benz hiện tại bây giờ các bạn, có thể nói đây là cái chiếc xe mà Duy cực kỳ yêu thích luôn. Đó, hầu như là khi mà ngồi vào cái chiếc xe E300 AMG này thì hầu như là cái kiểu cảm giác là khi mà mình lái các bạn, mình cảm giác là rất là vui cũng như là rất là thích luôn á. Lái một cái đoạn đường dài Duy nghĩ là khoảng 5 tiếng hoặc là 6 tiếng đi nữa thì Duy nghĩ là nó vẫn coi như là tới nơi mình vẫn không có muốn xuống các bạn, kiểu là như vậy luôn ha. Thực ra thì Duy làm việc với rất là nhiều những anh chị khách hàng các bạn, có rất là nhiều những anh chị coi như là mê lái xe các bạn, mê lái xe luôn, có nghĩa là ghiền lái xe đó. Hầu như là khi mà lái một cái chiếc xe thì kiểu cảm giác là cảm giác rất là sướng và rất là vui đó. Không có thích ngồi các bạn, có rất là nhiều những anh chị không có thích ngồi đâu mà thích lái xe thôi đó. Thì đối với cái chiếc xe E300 AMG này thì thật ra là dành cho những cái anh chị đó các bạn. À, còn những mà anh chị nào mà ngồi thôi thì có thể là chọn những cái dòng xe E300 hoặc là E200 hoặc là E180, nó vẫn đầy đủ rồi, nó vẫn đảm bảo cái sự êm ái rồi. Nhưng khi mà lái á, nhưng mà những người mà ngồi vào cái vị trí của Duy này các bạn, thì có thể nói E300 AMG nó quá là tuyệt vời luôn. Về cái mức tiêu thụ nhiên liệu của chiếc xe E300 này nó như thế nào các bạn, thì thực ra thì hầu như là Duy làm việc với rất là nhiều những anh chị khách hàng, hầu như là rất là ít anh chị mà quan tâm đến mức tiêu thụ nhiên liệu đó. Khi mà mua xe Mercedes-Benz thì rất là ít quan tâm đến mức tiêu thụ nhiên liệu. Có khoảng ví dụ như là 10 anh chị khách hàng thì có thể một anh chị khách hàng quan tâm tới mức tiêu thụ nhiên liệu thôi. Bởi vì hầu như là tất cả những cái dòng xe của Mercedes-Benz hiện tại bây giờ thì cái máy của chúng ta đều là máy 2.0 lít. Đó, máy cũng tương đối vừa phải thôi các bạn. Đó, nhưng mà cái công suất của cái chiếc xe E300 này các bạn, nó sẽ rơi vào tầm 258 mã lực. Có nghĩa là nó rất là mạnh luôn. Nhưng cái mức tiêu thụ nhiên liệu của cái chiếc xe này thì nó không có phải là quá nhiều đâu các bạn. Đó, thì nếu mà chúng ta đi vào đường trường, đi vào đường những đại lộ ha, hoặc là đường liên tỉnh á, đó thì cái mức tiêu thụ nó khoảng tầm là 7 lít trên 100 km. Hoặc là những anh chị nào mà lái kiểu là cho nó sướng các bạn, thì nó có thể là lên 8 lít trên 100 km thôi. Đó, thì Duy nghĩ là với cái chiếc xe là 258 mã lực thì với mức tiêu thụ nhiên liệu đó thì nó sẽ cực kỳ tiết kiệm rồi. Đó, còn nếu mà đi trong thành phố thì như thế nào các bạn, thì các anh chị có thể là cộng thêm khoảng tầm 3 lít đó, hoặc là 4 lít tùy theo cái cách lái xe của anh chị ha, thì nó rơi vào tầm khoảng 11-12 lít. À, thì như vậy thì Duy nghĩ là với mức tiêu thụ nhiên liệu như vậy thì nó chấp nhận được các bạn ha, cho một cái chiếc xe mà lái sướng như thế này, một chiếc xe mạnh mẽ như thế này đó. Và hiện tại bây giờ thì cái khúc đoạn đường này các bạn là cái khúc đoạn đường là đang làm đó, thì nhựa đang coi như là đá đang được rải ra ha, chưa có chán ngược nhựa nữa đó. Nhưng mà khi mà lái ở cái đoạn đường này á, thì nó cũng rất là thoải mái như vậy các bạn. Cái tiếng mà vọng vào lớp xe thì chắc chắn nó cũng sẽ có rồi, nhưng mà đâu đó nó sẽ không có nhiều đó. Cũng như là những cái đoạn đường mà khi mà chúng ta lái nó bị mấp mô các bạn, nó có ổ gà hoặc là đường mà nó gợn sóng các bạn, thì đối với cái tay lái của chiếc xe E300 AMG này, một cái tay lái mà biến thiên gọi như là biến thiên theo tốc độ các bạn, đó, cũng như là nó là ta lái direct steer, nó sẽ tự động giữ cái vô lăng của chúng ta các bạn. Nó sẽ không, các bạn sẽ thấy là khi mà Duy đi trên những cái đoạn đường mà mấp mô gập ghềnh thì cái ta lái của chúng ta nó vẫn thẳng đứng như thế này nè, nó sẽ không có lắc này như thế này nữa đó. Thì nếu mà các anh chị các bạn đã đi ra những cái mẫu xe với thương hiệu phổ thông á, thì các bạn sẽ hay thấy cái trường hợp này xảy ra đó. Khi mà chúng ta đi trên những cái đoạn đường mấp mô ha, hoặc là những cái gờ giảm sốc ha, thì cái ta lái của chúng ta nó hay coi như là chúng ta phải giữ cái tay lái là chặt, để không thôi cái người ngồi bên trong xe nó có cảm giác là cái chiếc xe của chúng ta nó lắc như thế này nè, đó thì nó sẽ không thoải mái đâu. Đó, nhưng đối với những cái dòng xe của Mercedes-Benz, tất cả luôn các bạn, tất cả những cái dòng xe của Mercedes-Benz luôn đều cái sử dụng cái tay lái trợ lực điện biến thiên theo tốc độ, và cái tay lái này nó cực kỳ coi như là nhàn cho cái người ngồi lái xe, cũng như là chúng ta sẽ không phải là quá là cần giữ cái vô lăng nữa ha. Thì hiện tại bây giờ thì Duy chỉ chạy trên những cái đoạn đường đại lộ lớn như thế này thôi các bạn, cũng không có phải chạy được quá nhanh đâu đó. Nhưng mà đối với cái chiếc xe E300 AMG này, khi mà chúng ta lái xe trên những cái đoạn đường mà cao tốc á các bạn, khi mà các bạn lái ở tốc độ mà khoảng tầm 80 ha, 100 cây số trên giờ hoặc là 120 cây số trên giờ, thì các bạn cũng sẽ thấy là cái tay lái chúng ta chỉ kia việc là
là vịn hờ vào cái ta lái thôi. Có nghĩa là cái chiếc xe của chúng ta, cái hệ thống cân bằng của nó cũng như là cái ta lái nó cực kỳ tốt luôn. Nó giúp cho cái người lái xe của chúng ta thoải mái cũng như là an toàn nhất có thể. Đó, các bạn đã đi qua những cái thương hiệu xe mà phổ thông hơn á các bạn, thì các bạn sẽ thấy ha, khi mà chúng ta đi lên trên cao tốc á, chúng ta phải thật sự là giữ tay lái rất là chặt luôn. Đó, bởi vì là chúng ta đi tốc độ cao mà ha, tay lái của chúng ta phải lúc nào cũng giữ thật là chặt. Nhưng mà đối với cái chiếc xe E300 này các bạn, cái hệ thống của xe sẽ tự động giữ tay lái cứng hơn, cũng như là cái vô lăng của chúng ta chỉ việc chạm nhẹ và hờ vào cái tay lái thôi, thì nó đã đi rất là tốt rồi. Đó, rất là an toàn. Thực ra thì với cái chiếc xe E300 AMG này các bạn, là Duy đã từng lái ở trên cao tốc ha, hoặc là C300 AMG Duy đã lái ở trên cao tốc rồi. À, tất cả những cái dòng xe của Mercedes-Benz thì các anh chị các bạn nào đã sử dụng qua rồi thì các chị sẽ biết ha, chạy trên cao tốc nó rất là sướng, rất là nhẹ. Tay lái này nó cực kỳ đã luôn các bạn, khi mà chạm cầm vào cái tay lái này các bạn, nó có cảm giác nó mặc dù nó là cái tay lái thể thao nhưng nó vẫn êm ái các bạn nha, nó sẽ không có thiết kế là quá là cứng ở cái phần tay lái này. Đó, cái tay lái này do là bọc da nắp ba nữa các bạn, cho nên nó rất là mềm ha. Tính năng mà Duy nghĩ là tất cả những anh chị khách hàng đều thích các bạn, đặc biệt là những chị ha cực kỳ thích, đó là cái tính năng mà hệ thống hỗ trợ phanh chủ động nè, đó hoặc là Active Brake Assist. Đó, với cái tính năng này các bạn, nó giúp cho cái người lái của chúng ta ha đề phòng được những cái trường hợp như là khi mà chúng ta phát hiện ra cái xe chúng ta có thể tông vào phía trước ha, thì đó, chiếc xe nó cũng sẽ tự động phanh lại á. Và các bạn biết rồi ha, ngày nay thì trên cái điện thoại của chúng ta nó có quá là nhiều những cái cám dỗ luôn, nào là tin nhắn của bạn bè ha, Zalo hoặc là Facebook hoặc là tất cả mọi thứ. Đó thì Duy nghĩ là cái việc mà khi mà chúng ta lái xe á, đó cái việc mà lái xe mà để mà coi như là hạn chế tối đa cái việc mà cầm điện thoại ha bạn, hoặc là nhắn tin, Duy nghĩ là còn có những anh chị còn nhắn tin lên nữa đó, thì nó cực kỳ là nó nguy hiểm luôn đó. Nhưng mà với cái tính năng này thì nó sẽ giúp ích cho anh chị trong những cái trường hợp mà khẩn cấp như thế đó. Và có rất là nhiều những anh chị khi mà gọi đến cho Duy các bạn, đó là cái tính năng này nó giúp cho anh chị thế này thế này thế này, còn nếu mà không có thì nó sẽ khác rồi các bạn. Đó thì khi mà nhận được những cái cuộc gọi đó của anh chị và những cái tính năng này thì Duy thấy là nó rất là vui, bởi vì là cái chiếc xe của chúng ta nó giúp ích được cho các anh chị coi như là hạn chế tối đa những cái tai nạn coi như không không muốn muốn xảy ra. Đó, ok thì thôi bây giờ Duy sẽ kết thúc video tại đây đi. Nếu các bạn có bất kỳ những cái quan tâm nào đến những cái mẫu xe của Mercedes-Benz cũng như là đối với cái chiếc xe E300 AMG này nói riêng đó, hoặc là muốn lái thử cái chiếc xe E300 AMG này, thì các anh chị có thể là gọi điện thoại cho Duy qua số điện thoại của Duy là 091 465 3979. Nếu anh chị thấy clip của mình hay, đừng quên bấm like và share giúp mình. Đừng quên bấm nút đăng ký và nút chuông bên cạnh để cập nhật những thông tin mới nhất về tất cả những cái mẫu xe của Mercedes-Benz. Xin cảm ơn các anh chị các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại các anh chị các bạn trong những clip tiếp theo.